mà cô có mời, cháu cũng chả ở lại. Nhưng trước khi bước chân đi, cháu cần nhấn mạnh với cô, cháu yêu cầu cô chấm dứt ngay mọi quan hệ với bố chồng cháu. Cái mối quan hệ mà cô khăng khăng cho là không có gì thì với cháu lại rất có gì. Và cháu khẳng định đấy là mối quan hệ trai gái. Cô chấm dứt ngay và luôn hộ cháu. Bố, 70 triệu kia bố đang để đâu ạ? Bố đưa cho con. Hóa ra chúng mày giục tao về vì chuyện này à? Đấy là tiền tao dành dụm, tao tiết kiệm. Mày cần đến để làm gì? Con muốn biết cái số tiền đó bố mang đi đâu, làm gì. Nhỡ có ai dụ dỗ bố rồi lừa lấy hết thì sao ạ? Thế mày nghĩ là tao dễ bị lừa thế à? Bố già rồi, không phải lúc nào cũng tỉnh táo. Bố biết làm sao được ai tốt ai xấu. Và đấy là chưa kể bố ạ. Bây giờ trên mạng lừa đảo rất là nhiều. Những tuổi như của bố ấy thì lại càng dễ bị lừa. Bố cứ đưa con giữ hộ cho. Khi nào bố cần tiêu gì thì con lại đưa lại. Tao không khiến. Mày cứ lo cho cái bản thân mày đi đã. Thế là nhất định bố không đưa cho bọn con ạ? À? Bố coi trọng đồng tiền hơn con. Thế đã có lúc nào mày coi bố mày hơn đồng tiền không? Hay lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện đéo tao, chứ lo gì cho tao? Tóm lại là bây giờ tiền bố để ở đâu bố đưa ngay cho con. Bố có biết là cái số tiền đó là để cứu mạng anh Bách, con trai của bố không ạ? Tao đã nói rằng đây là tiền tao dành dụm tiết kiệm được. Tao sử dụng vào chỗ nào là quyền tao quyết. Thế là bố nhất định không đưa tiền ạ? Sao bố quá đáng thế? Bố! Cháu ngồi đi. Nhà cô cũng oách đấy chứ. Cháu uống nước nhá. Thôi khỏi ạ. Cháu đến là để hỏi mối quan hệ giữa cô với bố chồng cháu là như thế nào ạ? Mời cháu. Cô với bố chồng cháu chỉ là bạn. Mà trong nhóm của chúng tôi còn một số ông bà khác nữa. Cô vào thẳng vấn đề hộ cháu ạ. Tóm lại là giữa cô với bố chồng cháu có quan hệ yêu đương gì không ạ? Chúng tôi có quý mến nhau hơn mức bình thường. Chất. Nhưng cô thẳng thắn thế cháu lại thấy dễ. Thực ra bố chồng cháu có yêu đương hay cặp bồ gì thì cũng chả quan trọng. Nhưng yêu đương đừng liên quan đến tiền bạc là được ạ. Như tôi đã nói, chúng tôi có quý mến nhau, nhưng chỉ là bạn, tri kỷ, tâm sự, chia sẻ, nhưng không có chuyện yêu đương. Mà đã không có yêu đương thì chắc chắn là không có liên quan đến tiền bạc. Như thế này chứng tỏ quan hệ của chúng tôi chỉ là bình thường. Cô nói bình thường nhưng cháu lại chả thấy bình thường tí nào. Bình thường mà lại dắt nhau đi chơi riêng, rồi lại đứng sát sàn sạt vào nhau như thế này, có khác nào là ôm ấp ạ? Cháu ăn nói cho cẩn trọng. Bố cháu quan tâm đặc biệt đến cô, thường xuyên sang đây tâm sự với cô. Nay dắt nhau đi dạo ở hồ, mai dắt nhau vào đâu, làm sao mà bọn cháu biết được? Cô yêu cầu cháu ăn nói cháu có suy nghĩ. Cháu cũng suy nghĩ nát bét cái óc qua rồi thì mới sang đây lịch sự với cô như thế này. Chứ nếu không á, cô sáng nhất cả cái khu này luôn ý. Mà thời của cô với bố cháu là nam nữ thọ thọ bất thân cơ mà. Chúng tôi luôn giữ quan hệ chừng mực. Nếu như mà cháu áp đặt hay vu khống như thế thì cô yêu cầu cháu về. Cứ cho là cháu chưa có bằng chứng thì cô nói không quan hệ yêu đương với bố cháu là đúng đi. Nhưng cô cho cháu xin lại 70 triệu bố cháu đưa cho cô. 70 triệu đấy với nhà cô thì cũng không phải là số tiền lớn, nhưng với bố con cháu cứu được cả mạng người đấy cô ạ. Xoài, đi ra ngoài, cần gì bà gọi. Con ngồi ngoài ngõ nhá, cần gì bà gọi con nhá. Được rồi. Nhìn gì? Cháu đợi cô một lát. Đây là đôi giày bố chồng cháu mua tặng cô. Cô sẽ gửi trả lại cháu tiền. Còn giày cháu có thể mang về. Tiền giày thì cũng chả đáng là bao nhiêu. Đôi giày này cháu không đi vừa nên cũng chả mang về làm gì. Cháu cần xin lại 70 triệu bố cháu mang từ nhà đi cơ ạ. Cô chưa từng nghe hay bố cháu đề cập về số tiền này. Vì thế rất tiếc cô không thể trả lời câu này của cháu được. Cháu sang đây là để xin lại tiền của bố cháu, chứ không nhờ vả xin xỏ gì cô cả. Cô phủi hết như thế là không xong đâu. Cháu sẽ làm cho ra ngô ra khoai vụ này. Việc này
cháu nên về hỏi bố chồng cháu, đừng có hỏi cô. Lần này lần cuối cùng cô trả lời cháu, đừng có làm phiền cô nữa. Thế cô nghĩ là cháu thích đấy làm phiền cô ạ? Không có lửa thì làm sao có khói. Cô xưa nay vẫn được tiếng là chính chuyên, rồi là sống biết điều, rồi là con cái thành đạt. Tiếng thơm này ý, cô làm ơn giữ chặt và hộ cháu. Đừng mồi chài bố cháu, không lại thành pha tự hủy bá cháy đấy cô ạ. Cháu không được phép xúc phạm cô như thế. Vì nể bố cháu nên cô nói chuyện với cháu thế này. Còn lần sau cô sẽ gọi đến pháp luật. Cô mang pháp luật ra dọa cháu á? Cháu không có sợ đâu. Mà cô có mời cháu cũng chả ở lại. Nhưng trước khi bước chân đi, cháu cần nhấn mạnh với cô, cháu yêu cầu cô chấm dứt ngay mọi quan hệ với bố chồng cháu. Cái mối quan hệ mà cô khăng khăng cho là không có gì thì với cháu lại rất có gì. Và cháu khẳng định đấy là mối quan hệ trai gái. Cô chấm dứt ngay và luôn hộ cháu. Mời cháu về.